đây là một thung lũng có thể nói là đẹp nhất thuộc tỉnh Cao Bằng. Một thung lũng với những bãi cỏ xanh trải dài bát ngát và những cái ngọn núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, đặc biệt là có một ngọn núi thủng khiến cảnh vật nơi đây trở nên vô cùng là huyền ảo. Vì có một cái cảnh vật vô cùng là đặc biệt như vậy cho nên cái thung lũng này được đặt tên là núi Mắt Thần, hay còn gọi là núi thủng. Một thung lũng có cái cảnh vật siêu đẹp nằm trong cái công viên địa chất non nước Cao Bằng, một nơi mà chúng ta phải đến khi mà đến cái tỉnh Cao Bằng. Nào mọi người hãy cùng mình lên đường để khám phá cái núi thủng này, để xem bên trong núi thủng này có những cái gì đặc biệt. Mình di chuyển đi khu vực của Hồ Thang Hen và thung lũng núi Thủng Nà Ma, hay còn gọi là thung lũng núi Mắt Thần nhé các bác nhé. Bây giờ mình bắt đầu xuất phát vào khu vực của Hồ Thang Hen thôi. Vậy là mình bắt đầu mình đi vào cái cung đường rẽ vào khu vực của Hồ Thang Hen và núi Mắt Thần nhé các bác nhé, hay còn gọi là thung lũng núi Thủng Nà Ma. Đây là một cái thung lũng để mà nói là nó cũng là đẹp thuộc top của Cao Bằng, một trong những nơi mà ba địa điểm mà phải đến ở Cao Bằng nhé các bác nhé. Một là suối Lenin, hang Bác Bó, hai là thác Bản Dốc, ba là thung lũng núi Thủng nhé các bác nhé. Mình đang tiến vào khu vực thung lũng núi Thủng. Vậy là một cái thung lũng ở trước mặt này nó hiện dài. Mình đang tiến vào khu vực thung lũng núi Thủng nhé các bác nhé, cảnh đẹp quá. Non nước Cao Bằng, hùng vĩ Hà Giang, hai cái điểm nó khác nhau nhá. Khi mà đến Cao Bằng thì nó là một màu xanh thăm thẳm luôn của cây và cỏ, không có cái gì khác ngoài màu xanh nha các bác nhá. Còn Hà Giang nó là chuyên núi đá và hùng vĩ. Đi vào con đường nhỏ nhá để vào thung lũng núi Thủng Nà Ma, hay còn gọi là núi Mắt Thần nhá các bác nhá. Mình sẽ phải đi qua một cái con bản, một cái bản của người đồng bào đây, để mình đi vào cái thung lũng núi Mắt Thần nha các bác nhá. Mình đang tiến vào trong khu vực thung lũng núi Mắt Thần. Mình chỉ còn một đoạn rất là ngắn thôi để mình tiến vào khu vực thung lũng núi Mắt Thần. Vào gần đến đây là cái thung lũng núi Mắt Thần có vẻ đã dần hiện ra trước mắt mình. Mình đã thấy một cái khoảng thung lũng rất là rộng, thấy chắc là phải còn 1 km nữa thì mới vào được đến nơi. Mình vẫn đang tiến vào khu vực thung lũng Nà Ma nha các bác nhá. Vậy là đây là những cái cung đường cuối cùng để mình bước vào cái khu vực thung lũng Nà Ma nhé các bác nhé. Thung lũng Nà Ma sẽ bước qua nốt cái con dốc này này, chắc là thung lũng nó sẽ hiện ra trước mắt mình. Đây là những cái đoạn cuối cùng nhé để mình tiến vào khu vực thung lũng Nà Ma. Chắc là đi qua con dốc này để mình bắt đầu tiến vào khu vực thung lũng này. Đúng luôn các bác ơi, thung lũng đã dần dần hiện ra trước mắt mình. Ui trời ơi, khá đấy này, mất người không? Mình đang tiến vào khu vực thung lũng Nà Ma nha các bác nhá. Mình đang tiến vào khu vực thung lũng Nà Ma nhá. Mình đang tiến vào khu vực thung lũng Nà Ma, thung lũng núi Mắt Thần. Đội glamping này nó, nếu mà glamping như này ấy, là người ta thu mình 750.000 một người cơ, người ta sẽ bao mình ăn uống luôn. Còn anh em tự mò rồi, anh em có đồ mà, anh em cần gì glamping. Anh em mình chính, anh em mình là glamping luôn. Yo, mình đang tiến xuống phía dưới thung lũng Nà Ma các bác ơi. Mình đang tiến xuống dưới khu vực thung lũng Nà Ma. Mình đang tiến vào khu vực thung lũng Nà Ma các bác ơi. Núi Thủng Nà Ma đã hiện trước mặt mình. Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực núi Thủng Nà Ma nhé các bác nhá. Mình đang tiến lên khu vực núi Thủng Nà Ma. Mình đang tiến lên khu vực núi Thủng Nà Ma các bác ơi. Cần gì có đường. Đây chính là đường rồi. Cảnh thích quá rồi. Bãi cỏ xanh thích quá các bác ơi.
một trong những cái nơi gọi là đẹp nhất nhì của thành phố Cao Bằng nhá. Cái thác Nằm Trá nó nằm ở đâu nhỉ? Để xem nào. Cái thác Nằm Trá nó nằm ở đâu nhỉ? Đây, bãi ai nữa nhỉ? Bãi đẹp vậy. Có cứt cùng à. Ờ cũng được. Em được lên không? Cảnh nước nở không? Đùi cao rồi. Trước mặt đây cũng rất thích này, ui xanh nhá. Ê rồi lên này, lên đồi. Mình lên đồi nhá để mình quan sát nha các bác nhá. Đấy, ui có bãi lửa kia luôn kìa. Rồi ôi. Tung luôn thôi. Từ. Bãi đẹp quá. Đường ơi, các bạn được cái quả này. Bãi đẹp quá bạn ơi. Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực núi Thủng Cao Bằng nhé các bác nhá. Tí nữa mình sẽ bay flycam để tham quan một vòng ở đây. Sau khi đi lòng vòng lũng thì mình cũng đã tìm được cái vị trí gọi là đẹp nhất của cái thung lũng núi Mặt Thần. Mình sẽ tập trung dựng cái lều xong rồi mình sẽ bay một chút flycam để tham quan cái thung lũng này, xem cái thung lũng này có những gì đặc biệt nhé các bác nhá. Đây là toàn bộ hình ảnh bao quát nhất về khu vực mà mình cắm trại ở khu vực núi Mặt Thần ngày hôm nay. Như các bạn thấy trên hình là mình hướng thẳng cái lều về phía mặt của núi Thung. Thì xung quanh mình nó là một bãi cỏ xanh mênh mông trải dài vô tận. Còn đây là cái khu vực glamping mà người ta làm dịch vụ, nghe nói là 700k một người. Các bạn có nhìn thấy những cái cung đường không? Như những cái mạch máu hoặc những cái rễ cây ấy. Xa xa là cái cung đường nó vắt qua cái thung lũng. Cung đường thì chính là cái cung đường bọn mình đi vào cái thung lũng Mặt Thần này đấy. Còn đây chính là cái hình ảnh bao quát nhất về cái khu vực mà mình cắm trại trước cái núi Mặt Thần. Các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh cái núi Mặt Thần từ trên cao. Và cái thung lũng núi Mặt Thần chi chít những cái ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Ở đằng sau cái núi Mặt Thần rất là đẹp. Bên cạnh núi Mặt Thần thì các bạn có thấy một con đường không? Đấy là cái cung đường nhỏ nhỏ để dẫn vào thung lũng. Đây là những cái hình ảnh mà cái cung đường nhỏ nhỏ từ trên cao để dẫn vào bên trong cái thung lũng của núi Mặt Thần. Tí nữa mình sẽ đi xe máy để mình khám phá bên trong thung lũng xem có những cái điều gì hay ho và đặc biệt. Các bạn hãy cùng mình khám phá thôi nào. Mình bắt đầu từ hướng của mình để mình đi ra khu vực thác Nặng Trá nha mọi người nha. Mình sẽ ra đấy, mình rửa tay, rửa chân và rửa một số đồ. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái khu vực gọi là thung lũng núi Thủng nha. Khu vực cực kỳ đẹp. Một thảo nguyên xanh bát ngát luôn. Một màu xanh có lẽ là hút mắt. Sướng quá các bác ơi. Màu xanh của thảo nguyên núi Thủng đẹp quá. Các bác ơi, trước mặt mình ấy à. Đấy chính là núi Thủng nhá các bác nhá. Đấy, núi Thủng đấy. Đấy là núi Thủng nhá. Đây là toàn bộ hình ảnh về thung lũng núi Thủng. Mình bắt đầu đi lượn lờ thung lũng núi Thủng để cho các bác xem về cái hình ảnh của thung lũng núi Thủng thôi. Yo, đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực thung lũng núi Thủng. Một bãi cỏ xanh gọi là bát ngát. Cao Bằng đẹp quá. Đây là một trong những cái nơi đẹp nhất Cao Bằng nhá các bác nhá. Một trong những nơi đẹp nhất Cao Bằng. Đây là một trong những nơi đẹp nhất Cao Bằng nha các bác nhá. Anh em mình cắm trại kìa đấy, ngay trước mắt của thung lũng núi Thủng luôn. Anh em mình đang dựng trại ở đấy. Bây giờ mình bắt đầu mình tiến ra khu vực này để mình tìm đường ra thác Nặng Trá thôi. Mọi người hãy cùng mình lên đường thôi. Ui, phía trước à, một cái bãi cỏ xanh này, bát ngát luôn các bác ơi. Cảnh đẹp quá, bãi cỏ xanh bát ngát rồi. À, mình đi xuyên qua cái bãi cỏ xanh này để mình đi xuyên sang bên kia đi. Mình đang đi xuyên qua cái thung lũng núi Thủng nhá. Yo, cảnh đẹp quá. Những cái bãi cỏ xanh bát ngát luôn. Đẹp quá các bác ơi.
Cảnh vật ở đây đúng là sơn thủy hữu tình. Mình đang tiến tới khu vực thác Nặng Trá. Đẹp quá, đẹp quá, người đẹp quá các bác ơi. Vực thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng những cái thung lũng này. Trời đất ơi, một cái thung lũng này xanh ngắt. Đẹp quá, đẹp quá. Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực thác Nặng Trá nha các bác nhá. Wow, đâu rồi? Ôi cái thằng Nguyên rộng thế. Thích thế. Ôi, thích quá. Ôi. Ôi. Thích quá các bác ơi. Cảnh đẹp quá. Cao Bằng là một trong những nơi có những cái thung lũng gọi là đẹp nhất Việt Nam. Núi Thùng Cao Bằng nó là một trong những cái thung lũng đẹp nhất Việt Nam nha các bác nhá. Cảnh này ôi như Thụy Sĩ. Cảnh này có kém gì Thụy Sĩ đâu. Cảnh đẹp quá các bác ơi. Mình đi qua cầu bên kia thôi để mình sang bên thác Nặng Trá nha các bác nhá. Đây là toàn bộ về thung lũng núi Thùng. Thích quá. Đẹp quá, đẹp quá. Mình sẽ đi qua cái cầu này để mình đi qua khu vực thác Nặng Trá nha các bác nhá. Mình đang tiến lên khu vực thác Nặng Trá. Cảnh đẹp quá các bác ơi. Khung cảnh ở đây quá là tuyệt vời luôn. Không còn điểm gì mà chê, chắc đây là cung đường đi thẳng vào khu vực thác Nặng Trá rồi các bác ơi. Mình đang tiến nhá. Yo, cảnh đẹp quá. Yo, cỏ xanh quá các bác ơi. Hôm nay Cao Bằng nó vào mùa xuân cho nên là thực sự là những cái thảm cỏ ở Cao Bằng nó xanh ngắt luôn, không có một điểm nào để mà chê luôn ấy. Những cái bãi cỏ dường như là bất tận luôn, trải dài vô tận rồi. Mình đang khu vực thác Nặng Trá nhá. Mình đang tiến đến khu vực thác Nặng Trá của cái thung lũng Cao Bằng nhá. Thung lũng núi Thùng Cao Bằng. Thung lũng đẹp quá. Đây là một trong những nơi gọi là đẹp nhất Việt Nam các bác ạ. Đây là một trong những nơi đẹp nhất Việt Nam nhá. Yo, cảnh đẹp quá các bác ơi. Ôi, sắp quá. Mình đang tiến tới khu vực thác Nặng Trá. Nghe nó cắm trại đâu ấy. Mình đang tiến tới khu vực thác Nặng Trá nha các bác nhá. Khu vực này của mình là đang tiến vào khu vực thác Nặng Trá. Rất là đẹp. Mình không biết đường này có đúng không, có đúng để vào thác Nặng Trá không. Mình cứ đi thôi. Mình nghĩ ở đây là đúng đường rồi đấy, không thể sai đâu, tại vì có một đường thôi mà các bác ơi. Wow, cảnh kinh quá. Mình đi xuyên qua cái vườn rau của người ta. Mình đang tiến lên khu vực thác Nặng Trá nhá. Đâu cái thác Nặng Trá nó nằm ở đâu nhỉ các bác ơi. Rụng luôn cái cặp lồng. Đường sóc quá. Rụng luôn cặp lồng. Đường này không biết có ra được khu vực thác Nặng Trá không đây. Đường này dẫn đi đâu đây? Không phải rồi. Hình như đúng rồi đấy các bác ạ. Đây đúng là cái đường dẫn ra thác Nặng Trá đấy. Vậy là khu vực này đúng là khu vực tiến ra thác Nặng Trá rồi. Mình chỉ còn cách thác Nặng Trá một đoạn thôi. Đây rồi. Thác Nặng Trá đã hiện ra trước mắt mình. Wow, lần này cái thác Nặng Trá nước nó không to như lần trước. Mình vẫn đang tiến vào khu vực kia nha.
Wow, những cái cây cổ thụ rất là đẹp luôn các bác ơi. Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực thác Nặng Trá. Mình đang tiến tới khu vực thác Nặng Trá nhá. Wow, đây chính là thác Nặng Trá nha các bác nhá. Mình sẽ xuống mình rửa một số đồ và mình tham quan cái thác Nặng Trá cho các bác xem. Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực thác Nặng Trá thuộc thung lũng núi Thủng, Cao Bằng. Đợt này nước nó bị xuống đấy các bác ạ. Nước nó bị xuống rồi, chứ đợt trước là hình như chỗ này cũng là nước này. Đợt này là thác Nặng Trá nó bị hết nước hay sao ấy. Nước nó rất là nhỏ, cho nên là mình sẽ ra đấy rửa tay, rửa chân và rửa mặt. À, đợt vừa rồi lũ rồi, các bác có thể nhìn thấy những cái cành cây mà khi ở lũ nó về này. Đấy, tất cả những cái chỗ mình đứng đây nhá, nó đều là lòng suối hết các bác ạ. Cái chỗ mình đang đứng nó đều là lòng suối nhá. Đây này, những cái này là những cái rác này, rác của những cái cơn lũ nó về này, nó quấn cả lên những cái cành cây kìa các bác ơi. Khi mà nước nó hết ấy, nước nó hạ xuống ấy, thì nó giữ lại những cái cành, những cái rác và những cái cành cây ở lại này. Đây là đang đợt là đang nước xuống nhá. Chứ nước nước mà lên cao thì cái thác này nó cũng rất là đẹp đấy. Dù nước xuống nhưng mà cái thác nó vẫn xối xả nhá các bác nhá. Dù cái nước nó xuống này nhưng mà cái thác nó vẫn rất là xối xả. Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực thác Nặng Trá. Mình sẽ xuống đây mình rửa tay, rửa chân, rửa mặt nhá các bác nhá. Wow, nước sạch quá, mát quá các bác ơi. Đợt trước mình xuống đây thì nước nó sẽ cao hơn, nhưng mà bây giờ nước nó đang cạn nhá. Mặc dù nước cạn nhưng mà nó vẫn chảy rất là xiết. Mình sẽ rửa một chút chân tay này. Đây là toàn bộ cái hình ảnh về khu vực thác Nặng Trá nhá các bác nhá. Bên đối diện là mặt mình là nó có một cái những cái hòn đá tự nhiên nó như được xếp rất là khủng khiếp. Và mặt trời thì đang hạ hoàng hôn dần rồi. Đây là cái clip cuối cùng về cái thác Nặng Trá các bác nha. Mình phải leo từ trên xuống để mình mới thấy được cái toàn cảnh. Tại vì hiện giờ là cái thác Nặng Trá nó đã bị cạn nước rồi. Nước nó không còn sâu như lần trước mình đến nữa. Đây là toàn bộ hình ảnh về khu vực thác Nặng Trá ở khu vực thung lũng núi Thủng. Dạo này thì nước nó đang là mùa nước cạn, cho nên là nó cạn nước xuống thì những cái rác nó còn lưu lại ở dưới lòng suối này. Cái chỗ mình đang đứng nó chính là cái lòng suối cạn nha các bác nhá. Giờ này đang là mùa nước cạn cho nên là nước nó chảy không được to lắm. Nhưng mà nước nó vẫn là rất là xiết này. Khu vực này dù nước cạn nhưng mà nó vẫn là rất là xiết nha. Mình sẽ đi tham quan một vòng thung lũng núi Thủng tiếp để cho các bác xem nhá. Một đàn ngựa chạy đến này. Wow. Ui, cả một đàn ngựa luôn các bác ơi. Khiếp quá. Đàn ngựa nhá. Mình đang ở cái khu vực gọi là thung lũng núi Thủng nhá. Mình vừa chứng kiến một đàn ngựa chạy qua luôn. Cảnh nó rất là đẹp luôn. Mình đang ở cái đoạn thung lũng núi Thủng nhá các bác nhá. Mình đang ở cái đoạn thung lũng núi Thủng. Mình đang đi ở vườn rau. Vừa rồi mình vừa chạy có một đàn ngựa chạy đối diện mình luôn. Cảnh đẹp quá các bác ạ. Mình vẫn đang lang thang ở khu vực thung lũng núi Thủng nhá các bác nhá. Cảnh ở đây thì nói là cực kỳ đẹp rồi. Không còn cái điểm gì để mà chê nữa. Cái cầu lúc ấy mình đi qua mình không biết là nó nằm ở đâu. Thì bây giờ mình vẫn đang đi ở trên cái cung đường mòn này đấy.
để mình đi sang bên phía bờ bên kia nhá các bác nhá. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái đoạn thung lũng núi Thủng. Khung cảnh của nó có thể nói là cực kỳ đẹp. Không còn điểm gì mà chê nữa để hỏi ông anh em à. Mình đang tiến đến thung lũng núi Thủng nhá anh nhá. Anh ơi, à chú ơi, cho hỏi sang bên bờ bên kia kiểu gì? Ngay ở đây ạ. Đi theo đường này có ạ. Chào cảm ơn chú nhá. Mình đang tiến đến khu vực đẹp nhất của thung lũng núi Thủng nhá. Nà Ma. Khu vực đẹp nhất của thung lũng núi Thủng Nà Ma. Những cái bãi cỏ xanh dường như là vô tận. Những chú bò rất là ngơ ngẩn đang đứng ở góc đường. Mình đang vẫn đang tiến đến khu vực thung lũng núi Thủng Nà Ma. Quá, chỗ đẹp quá. Chỗ đẹp quá các bác ơi. Cảnh vật thiên nhiên hữu tình quá. Wow. Những cái bãi cỏ xanh trải dài vô tận luôn này. Đẹp quá. Cảnh ở đây đúng là rất là tuyệt vời nhá các bác nhá. Đây là những khu vực bãi cỏ xanh trải dài vô tận này. Cảnh cực kỳ là đẹp này các bác ơi. Có điểm gì để mà chúng ta có lên trên không? Mình chưa nhìn thấy cái cầu này, mình đi qua nhỉ. Bên ngoài cầu mình đi qua cầu, mình nhìn thấy cầu nằm ở đâu. Thực ra thì bây giờ thì mình không nhớ thể nhớ được là cái cầu ấy nó nằm ở đâu. Khu vực này rất nhiều những cái trâu đang cặm cỏ này các bác à. Cảnh vật cực kỳ đẹp nhá. Khung cảnh cực đẹp nhá. Mình đang lang thang ở thung lũng núi Thủng nhá các bác nhá. Cảnh đẹp quá. Đây là một trong những nơi gọi là top đẹp nhất Việt Nam nhá các bác nhá. Mình đang đi trên một bãi cỏ xanh trải dài bát ngát. Hình như ở dưới này nó có một cái cầu để đi qua sông hay sao ấy. Để mình xem nào. Cái con đường nó dẫn như này chắc chắn là nó sẽ có một cái cầu để đi, để có thể dẫn được mình qua sông đấy. Đúng rồi. Lúc nãy hình như mình đi qua cái cầu này. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái cầu ấy nhá. Đúng rồi. Lúc nãy mình qua cầu ấy đấy. Bây giờ mình phải trở lại cái cầu ấy các bác ạ. Đây là cái cầu lúc nãy mình đi qua nhá. Bây giờ mình lại phải đi qua cái cầu này. Cảnh đẹp quá. Cảnh dường như là vô tận. Tí nữa mình sẽ bay một chút vào đây cam để mình cho các bác thấy được cái khung cảnh đẹp toàn cảnh về cái khung thung núi Thủng này nhá. Thực sự là đây là một trong những cái nơi quá là đẹp luôn. Những cái cung đường đi xe máy này. Đấy. Trải dài bát ngát. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá các bác ơi. Mình sẽ quay trở lại cái lều mình cắm trại thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến hành trình tiếp theo nhá. Mình sẽ bay chút thời lịch cam để theo dõi cái chuyến hành trình này. Tạm biệt mọi người. Anh cứ lên gương anh sáng ấy, từ từ để quay lại cái clip anh ấy. Gương anh sáng khủng quá. Anh phả đi. Con này. Nó đéo nhìn thấy rõ toát hết được cái gương ánh sáng. Ôi anh em. Thế kinh an luôn. Dạ. Gì ạ? Chết. Đấy, gương ánh sáng lên. Đấy.
Đấy, ui, đoạn này bữa tiệc ánh sáng khủng luôn. Ra clip khủng luôn đấy. Ôi, bữa tiệc ánh sáng khủng luôn đấy anh ơi. Đi mẹ gửi về cho mấy em. Ôi quẩy này chí chết. Đỡ, không phải đâu, không phải đâu.